Vừa qua ngày 31 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với bị cáo Trần Thị Thanh Hải, sinh năm 1993, quê Nam Định, về tội giết người và hủy hoại tài sản, đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho các nạn nhân tử vong, bị thương tổn về sức khỏe, thiệt hại về tài sản, tổng cộng hơn 1 tỷ đồng. Theo cáo trạng, năm 2016, Hải cùng chồng ra Hà Nội kiếm việc làm. Tuy đã có chồng và con, nhưng Hải nói dối chưa có gia đình và quen với anh Châu Việt Khác, sinh năm 1994, quê Tuyên Quang, 4 năm sau, cả hai phát sinh tình cảm nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đến tháng 2 2022, anh này quyết định chia tay để níu kéo. Hải nói đã có thai, yêu cầu anh này phải có trách nhiệm. Đầu tháng 3 2022, không muốn gặp Hải, anh hát chuyện trò đến phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm. Ở cùng anh họ là Hoàng Cộng V, sinh năm 1990. Biết chuyện, Hải cho rằng anh V xúi dục kích động hát, chấm dứt quan hệ với mình, nên lại sinh ý định đốt xe để trả thù. 15 giờ ngày 31 tháng 3 2022, Hải mua xăng đổ vào chai nhựa, đợi đến 18 giờ mang sang nhà trò V đang ở rồi nhờ người trong khu trò cho vào để gặp bạn. Tại nơi để xe ở tầng 1, Hải đổ xăng đốt xe máy của anh V, sau đó lửa lan sang các xe khác, bốc cháy toàn bộ khu vực rồi lên tầng trên. Bị cáo chạy ra ngoài, rồi bỏ áo khoác rồi lái xe về nhà. Hậu quả khiến thai phụ 25 tuổi trong nhà trò tử vong. Chính người khác bị bỏng từ 4 đến 87%, 14 xe máy và nhiều tài sản bị hư hỏng thiêu rụi. Hội đồng xét xử khẳng định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội và thể hiện bị cáo đã không còn nhân tính nên cần thiết phải áp dụng mức án cao nhất loại bỏ bệnh viện bị cáo ra khỏi đời sống xã hội trên cơ sở đó hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo mức án trên